tức làm sao mà cho nước á nó tràn xuống, chứ không phải là cái lỗ này rồi nước nó chảy trực tiếp xuống. Trên đây thì không cần thiết, trên đây mình làm, mình đâm lỗ cái này nè, mình đâm lỗ ở dưới á, mình đâm con 6 5 6 lỗ gì ở dưới này nè, đó cho nước nó chảy qua cái bông lọc mình nó xuống ngăn hai, từ cái ngăn thứ hai, ngăn thứ ba, ngăn thứ tư là mình sẽ làm cái cây như vậy nè. Đó, cho nước nó đậy ngăn đây, cái nó chảy xuống để cho nó lắng cặn xuống đây. Hai ngăn này có thể nuôi vi sinh được, nuôi vi sinh trong đây luôn để nước chảy, như khỏi cần thả sứ dưới này. Thả sứ dưới này nó làm chày gùa dễ nấm lắm. Còn cái bông này thì mình để cho vui thôi, cũng kiểu như là để cho nó lắng cặn cuối cùng thôi, chứ thực sự không để cũng được, không cần thiết. Cái ngăn này đúng ra là người ta để chống luôn. Bơm này nó đầu nó là dây xanh này, tại mình mua dây này cho nó dài, dây xanh nó ngắn lắm, cũng đơn giản thôi. Nào,